Xin chào tất cả các bạn. Hiện giờ mình đang ở quán cà phê Men Đồng Thảo, một quán cà phê cũng hơi khuất bên trong một con đường nhỏ. Mình biết được là do người bạn giới thiệu, nhưng mà khi vào trong thì mình rất là ấn tượng, rất đẹp. Họ xây giống như ở Đà Lạt vậy, giống như là cao nguyên đi xuống. Hôm nay ngày thường mình ra giờ này, giờ buổi trưa cũng không đông lắm, nhưng cũng rất nhiều người phụ nữ trung niên vào để uống, chưa hẳn là phải tuổi trẻ. Ở Việt Nam thì phụ nữ mà trung niên họ vẫn uống, không giống như bên Mỹ, phụ nữ trung niên ít thấy đi uống cà phê. Ý mình nói là những quán cà phê mà cổ truyền, còn những quán cà phê mới thì trung nguyên này nọ, mình vẫn thấy có các chị trung niên cũng đi uống như thường. Đây các bạn nhìn bên dưới rất là đẹp, nước này nọ rất đẹp. Quán này hơi khó biết, phải biết cái tên và bấm vào Google mới tới được. Mình có người bạn ở Sài Gòn rất lâu, anh mới biết được. Mình yêu cầu đưa tới một quán cà phê đẹp để anh đưa cho mình xem đây. Thực ra bên Cali mình rất thích những quán ngoài trời như vậy, nhưng mà khó kiếm được quán nào như vậy lắm, hình như là không có. Mỗi lần mà có đi Việt Nam là mình bằng được phải tới quán cà phê rộng như thế này, ngồi uống cà phê nhâm nhi. Khí hậu hôm nay cũng không có nóng mà cũng không có lạnh, đặc biệt là không nóng là vui rồi. Mát mát, hơi hơi ấm tí xíu đó, cà phê rất rộng rãi. Các bạn có dịp tới đây uống, nằm ngay trung tâm Sài Gòn, nếu mình không lầm thì là thuộc vào quận 3. Những căn nhà này các bạn có biết rồi, nét đặc trưng của nó là những căn nhà ở quận 3 xây rất đẹp kiểu Pháp. Ok các bạn, có dịp tới đây uống Men Đồng Thảo rất là thơ mộng. Có dịp ghé vào đây uống cho biết.